em tìm được New World có một cái quảng cáo ở trên Facebook. Qua bạn bè em giới thiệu thì em biết được cái trung tâm của mình. Thì qua người cháu nó giới thiệu cho biết về công ty New World này đã làm công đường tác du học này cũng nhiều năm rồi, cũng có nhiều kinh nghiệm. Qua lời giới thiệu của một người bạn mẹ em thì em mới biết được cái công ty du học. Lên Google search xong tìm ra được công ty mình. Có một chị đã đậu phỏng vấn du học và chị đã quen gia đình em, và ba mẹ chị đó giới thiệu cho mẹ em là nếu mà có ý định đi du học đó, thì đến với cái công ty này. Trước khi chị đến với New World là chị cũng đã tìm hiểu cũng phải rất là nhiều trung tâm khác. Thì chứ không phải là chị thấy là chị ấy là chị một người kỹ tính. Chị thấy nó tạo được cái lòng tin. Kiểu giấy tờ làm hết sức tỉ mỉ luôn. Support cho em rất là tốt. Em rất là hài lòng về trung tâm. Các anh chị ở đây rất là tận tình. Và bản thân em mà khi mà em đi đến mà em được nghe tư vấn thì cũng cảm thấy rất là yên tâm. Rất là tốt, có trách nhiệm. Nếu mà tự đi làm không bao giờ không ai làm được hết á. Giúp cái phân tích cho mình biết là cái trường nào hay là thế nào để cho chị có quyết định mạnh mẽ hơn. Thực sự lúc đầu đến với trung tâm là không biết một cái gì hết. Hiểu là em đang thiếu gì luôn, em đang cần gì luôn. Xong rồi em cảm thấy có cảm tình, xong rồi em đi đến đi qua em thấy chuyên nghiệp, rất là nhiệt tình và thân thiện, trấn an em những lúc mà tâm lý quá đà, hay là dặn dò kỹ càng, không có để mình bị thiếu sót cái này kia. Em đậu visa rồi, em đậu visa Mỹ rồi. Em đã đậu visa. Congratulations. Hầu như là em nhờ vào bên New World giúp em có cái visa này. Sáng nay mình có đi phỏng vấn visa Mỹ và đã đậu visa. Trong giây phút này em đã cảm thấy thực sự rất là may mắn khi mà em gặp được New World. Em nghĩ là nếu không có chị Tiên và chị Lai thì em sẽ không đậu được phỏng vấn. Thật sự tất cả các ai có con mà muốn đi du học thì nên lại công ty New World làm. Em cũng mong là những bạn học sinh như em sẽ tìm đến với New World và sẽ có được visa Mỹ, sẽ có được nhiều cái visa thực hiện được ước mơ du học của mình sau này giống như em hiện tại.